Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 6 máy rửa mặt tốt nhất hiện nay. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là máy rửa mặt Hanio Facial Cleansing và Massaging. Máy rửa mặt Hanio được xem là một trong các loại máy rửa mặt có nhiều fan nhất tại Việt Nam. Được thiết kế hình dáng độc đáo, cấu tạo đầu máy rửa mặt bằng silicone và kết hợp với 14 mức dung khác nhau giúp làm sạch da một cách dễ dàng, loại bỏ 99% vi khuẩn và bã nhờn mà không gây tổn thương cho da. Bộ máy rửa mặt Hanio bao gồm một máy rửa mặt và một dây sạc USB, chỉ với thời gian sạc 60 phút bạn có thể sử dụng lên tới vài trăm lần tiếp theo. Nắp đậy silicone cho cổng sạc, chống thấm nước tuyệt đối. Ưu điểm, có 14 mức độ dùng khác nhau, giúp bạn điều chỉnh mức độ mà bạn cảm thấy phù hợp với làn da của bạn. Dễ dàng làm sạch bụi bẩn và mát xa vào những vùng da khó nhất trên khuôn mặt. Giá thành khá mềm, tuổi thọ và bảo hành thời gian cao. Đứng ở vị trí thứ hai, đó chính là máy rửa mặt giá rẻ Xiaomi Infame S2000. Là một sản phẩm mới trong phân khúc máy rửa mặt giá rẻ Xiaomi Infame S2000 hiện đang làm mưa làm gió trên thị trường với mức giá chưa đến 500.000 đ. Với mức giá phải chăng như vậy là bạn đã có thể sở hữu một sản phẩm máy rửa mặt về sử dụng. Máy hoạt động dựa trên các sóng âm đa tầng tiên tiến, giúp loại bỏ sâu các bụi bẩn, lớp trang điểm và tế bào chết dưới da hiệu quả. Với mức giá rẻ nhưng Xiaomi Infame S2000 vẫn được tích hợp rất nhiều chức năng khác nhau. Điển hình như bộ vi xử lý MCU và con lắc kim loại giúp điều chỉ số vòng quay hợp lý cùng chế độ massage hoạt động theo chiều dọc nhẹ nhàng massage làn da, cải thiện các vấn đề lão hóa. Phần vỏ máy được sản xuất bằng chất liệu silicone đạt chuẩn 100% theo tiêu chuẩn FDA, thân thiện và an toàn với làn da. Và sản phẩm cũng có độ chịu lực tốt nhờ được thiết kế vỏ có độ dày tới 4.5mm. Phần lông được làm từ silicone cao cấp nên khá mềm mại với các kích thước lớn nhỏ khác nhau nên có thể rửa sạch các khu vực khó rửa như cánh mũi, những khu vực nhiều dầu thừa như trán, vùng chữ T, hai má. Đứng ở vị trí thứ 3 đó chính là máy rửa mặt Hada Creen 4000. Máy rửa mặt Hada Creen 4000 được ứng dụng công nghệ ion tiên tiến của Nhật Bản giúp làm sạch da hiệu quả và nhanh chóng gấp 5 lần so với các loại máy thông thường khác. Bên cạnh đó, máy còn có nhiều chức năng hoạt động giúp da được làm sạch sâu và cải thiện các vấn đề về da, chống lão hóa và nuôi dưỡng da hiệu quả. Ưu điểm, sở hữu 4 chế độ sử dụng Warm Cleansing, Warm Moisture Up, Warm Matte, Cool và 3 tốc độ dùng, Low, Medium, 2 khác nhau, giúp bạn có nhiều cách chọn lựa chăm sóc da phù hợp với mình. Thiết kế thân máy dài dễ dàng cầm khi sử dụng. Đứng ở vị trí thứ 4, đó chính là máy rửa mặt Sunmay Edition chính hãng. Sunmay 2019 Edition hiện đang là sản phẩm máy rửa mặt tốt nhất đến từ thương hiệu Sunmay. Máy hoạt động dựa trên cơ chế sóng rung siêu âm, công nghệ làm sạch hiện đại, có tốc độ rung lên tới 7.000 vòng trên phút giúp làm sạch da gấp 4 lần so với rửa tay. Ngoài ra, thiết kế độ cọ bằng silicone cao cấp với hơn 1.500 đầu gai giúp da được làm sạch ở cả những vùng khó vệ sinh như cánh mũi, giúp da được thư giãn sau một ngày căng thẳng, mệt mỏi. Sunmay 2019 Edition có thể hoạt động tối đa trong 3 tháng với một lần sạc pin đầy trong 30 phút. Máy có thiết kế rất nhỏ gọn nên dễ dàng mang theo bên mình mỗi khi đi công tác xa hoặc đi du lịch. Đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là máy rửa mặt massage AVU Soak Off Vibration Cleanser Hàn Quốc. Máy rửa mặt massage AVU Soak Off Vibration Cleanser có thiết kế nhỏ nhắn và gọn nhẹ rất dễ cầm trên tay và còn có khả năng chống thấm nước. Với thiết kế nhỏ gọn như vậy thì bạn có thể mang theo khi đi bất kỳ đâu. Máy sử dụng công nghệ hiện đại đó là sóng âm T-Sonic kết hợp với cường độ rung 9.000 rung động phút giúp loại bỏ nhanh chóng bụi bẩn, bã nhờn bám sâu dưới các lỗ chân lông. Ngoài ra máy còn có 8 cấp độ rung khác nhau giúp bạn thoải mái lựa chọn cấp độ sao cho phù hợp với cảm giác trên da của mình nhất. Máy không có chế độ tự động ngừng khi hoạt động nên vì thế bạn cần phải chú ý khi dùng máy massage rửa mặt trong khoảng 2 phút thì dừng lại. Tránh sử dụng máy quá lâu sẽ không tốt cho làn da của bạn. Máy còn có khả năng chống thấm nước nên các bạn thoải mái sử dụng mà không lo máy bị hỏng do thấm nước. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là máy rửa mặt massage tẩy tế bào chết Behr FC45. Máy rửa mặt Behr FC45 có công dụng vừa rửa mặt, massage, vừa có thể tẩy da chết. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chứng nhận châu Âu nên chất lượng hoàn toàn đảm bảo. Cấu tạo và thông số kỹ thuật. Full box gồm có một thân máy, một đầu cọ, hai cục pin AA, sách hướng dẫn sử dụng. Máy có kích thước 165x45x45mm và tương đối nhẹ, chỉ 259g. Máy chỉ có duy nhất một màu trắng. Thân máy được làm từ chất liệu nhựa, thiết kế tối giản, thuận tiện cho việc sử dụng, nắm giữ và thao tác trên da. Trên thân máy có gắn đèn ở nút nguồn giúp bạn kiểm tra máy đang hoạt động hay không. Đầu cọ mềm mại, có khả năng làm sạch tốt. Sản phẩm chạy bằng pin. Và vừa rồi là top 6 máy rửa mặt loại nào tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một chiếc máy rửa mặt phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.